Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay các sản phẩm từ gỗ công nghiệp đang rất là phổ biến bởi sự tiện nghi, mẫu mã đẹp và giá thành hợp lý đối với người sử dụng. Chính vì vậy, các sản phẩm nội thất từ gỗ công nghiệp đang rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Hiện nay trên thị trường Việt Nam, các sản phẩm nội thất từ gỗ công nghiệp đều được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn E1, E2 đạt chuẩn tiêu chuẩn EU với hàm lượng formaldehyde 0,03 và đến 0,06%. Chính vì vậy, khi đưa vào sử dụng mới các sản phẩm nội thất từ gỗ công nghiệp, chúng sẽ tạo ra mùi hăng cay và gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Làm thế nào để có thể giảm bớt mùi hăng cay trong các sản phẩm nội thất từ gỗ công nghiệp, tạo cảm giác thoải mái cho người tiêu dùng? Ngày hôm nay, Tết Home xin chia sẻ với các bạn một số cách rất đơn giản mà các bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Cách đầu tiên là cách hết sức đơn giản. Nếu có thể, bạn hãy mở tất cả các cửa có ở trong gia đình nhà mình. Và việc này sẽ làm cho mùi của tất cả các đồ gỗ trong nhà sẽ bay ra nhanh chóng. Các sản phẩm nội thất từ gỗ công nghiệp khi được đưa vào sử dụng sẽ thường có đến 0,1mg trên kg không khí lượng formaldehyde. Và lượng formaldehyde này là nguyên nhân chính gây ra những cái mùi hăng cay trong căn phòng của bạn. Chính vì vậy, cách thứ hai Tea Home đưa đến cho các bạn đó là các bạn có thể sử dụng cà phê. Cà phê có khả năng sẽ hấp thụ bớt lượng formaldehyde trong không gian căn phòng của bạn. Khi để cà phê trong phòng từ 3 đến 5 ngày, cà phê sẽ có khả năng hấp thụ bớt lượng formaldehyde trong căn hộ của bạn và mùi hăng cay sẽ được giảm đi đáng kể. Cách thứ ba, hầu như trong tất cả các gia đình đều có sử dụng giấm ăn. Vì vậy, thay cho việc sử dụng cà phê, bạn có thể sử dụng giấm ăn. Giấm ăn cũng có khả năng rất tốt trong việc đánh bay các mùi hăng cay trong căn hộ của bạn. Cách thứ tư, bạn cũng có thể sử dụng một lượng nhỏ chè khô nghiền nát và để trong phòng của mình. Cũng giống như giấm và cà phê thì chè khô cũng sẽ giúp đánh bay mùi hăng cay và giúp cho người sử dụng cảm thấy thoải mái hơn. Một vấn đề nữa mà hầu hết những người sử dụng tủ quần áo được sản xuất từ gỗ công nghiệp đều gặp phải, đó chính là mùi hăng cay ám vào quần áo gây ra cảm giác khó chịu cho người sử dụng. Vì vậy, hãy mở hết tất cả các cánh tủ quần áo và treo vào bên trong túi khử mùi. Với cách làm trên, TH Home đã giúp bạn loại bỏ hoàn toàn mùi hăng cay chỉ từ sau 3 đến 5 ngày. Hy vọng rằng với những chia sẻ của TH Home ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm từ gỗ công nghiệp mà không lo đến những mùi hăng cay gây cảm giác khó chịu trong không gian nhà bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ lần sau.